Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Công chúa Lai Ấn nhà võ Hà Trâm diện đồ bơi đáng yêu đi chơi Tết. Đối với võ Hà Trâm, mùa xuân năm nay cực đặc biệt khi hai vợ chồng đã có thêm thành viên nhí bên cạnh. Bé Moon trộm ví dễ tính, hay cười và hào hứng mọi lúc được ra ngoài chơi, nên nữ ca sĩ và chồng Ấn đã đưa bé đi mọi nơi. Dịp Tết này cô và cả nhà cũng đi du lịch. Moon vừa gây chú ý khi được mẹ diện cho đồ bơi hồng trông cực đáng yêu. Theo như lời của Võ Hà Trâm chia sẻ với chúng tôi, khi chỉ có hai vợ chồng thì thế nào cũng được, nhưng đối với Moon sẽ khác. Ở giai đoạn con cưng bắt đầu có thể khám phá thế giới, cảm nhận mọi điều xung quanh rõ hơn, nên ba mẹ sẽ lên kế hoạch đưa bé đi chơi, du lịch khắp nơi. Mùng 3 Tết, cả nhà đã có chuyến du ngoạn đầu năm. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ vừa đăng tải loạt ảnh đáng yêu của công chúa đầu lòng. Lần này không lo lắng cho Moon bị nhầm lẫn giới tính nữa, vì nhóc tì được diện đồ bơi với họa tiết Kitty sắc hồng ngọt ngào. Nuôi con gái mát tay nên trộm ví muôn bụ bẩm, mỗi lần diện đồ kiệm vải sẽ khoe được vẻ ngoài mũm mĩm, đặc biệt là chiếc bụng căng tròn. Cô cũng thường trêu bé khi có body mở mang. Chỉ mới 6 tuổi nhưng Moon cảm nhận được và hào hứng thấy rõ khi được đi chơi. Cô bé còn sở hữu đôi mắt to, phần chân mày đen, biểu cảm thay đổi liên tục từ hài hước đến đăm chiêu. Trong ảnh, Moon diện cả bộ bikini màu hồng in hình mèo ngộ nghĩnh, có kèm cả nón tai mèo tông xuyệt tông vô cùng đáng yêu. Trang phục kiệm vải phần nào giúp Moon khoe được nước da bánh mật đều màu, bụng bự, tay chân ngấn thịt chắc nịch. Được biết bé Moon được nuôi lớn hoàn toàn bằng sữa mẹ và ăn chay từ trong thai kỳ. Dưới sự giúp đỡ của chuyên gia dinh dưỡng, mẹ con Võ Hà Trâm ăn chay nhưng không sợ thiếu chất. Trái lại, Moon còn có phần bụ bẩm và cứng cáp hơn bạn bè cùng trang lứa. Dưới ảnh bikini của Moon, nhiều cô chú đã xin ví ăn ngon chóng lớn và trêu nhóc tì bụng bự. Cộng đồng mạng bình luận, vòng hai này múa bụng đã lắm nha mẹ Trâm, cái bụng mỡ tràn trề đê rồi con ơi, cưng xỉu luôn Moon ơi. Về phần mình, Võ Hà Trâm hài hước gọi con gái là sexy lady, quả thật có tấm hình Moon làm mặt ngầu tạo dáng vô cùng giống siêu mẫu. Vẫn như mọi năm, theo lịch trình ngày mùng 1, cả gia đình nữ ca sĩ sẽ đi chùa và thăm ba ruột. Bé Moon lần này gặp ông ngoại đã không còn khóc òa như trước. Võ Hà Trâm cho biết dù con không thường xuyên được gặp cả nhà, chỉ liên tục qua điện thoại, nhưng ở bé có sự gắn kết hào hứng khi được gặp người thân. Ở những ngày trước Tết, dù công việc bận rộn nhưng vợ chồng cô vẫn tranh thủ đưa nhóc tì đi Đà Lạt. Lần đầu tiên ngồi máy bay nhưng trộm ví Moon rất ngoan ngoãn, hay cười, không quấy khóc, khiến cho hành trình du lịch trở nên nhẹ nhàng. Ai cũng hào hứng khi có thêm nguồn năng lượng tích cực. Hiện tại, vợ chồng Võ Hà Trâm cố gắng dành thời gian cho bé sau giờ làm việc. Họ mong muốn con sẽ luôn luôn đồng hành với phụ huynh. Ngoài ra, việc thêm thành viên mới cũng tùy vào duyên và nữ ca sĩ chưa lên kế hoạch về điều này. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.